Xin giới thiệu với các bạn một cái bộ giò đạp dùng để chế xe điện của xe đạp các bạn nhé. Cái này là của xe đạp này, xe đạp thường hoặc là xe đạp địa hình này. Bộ này thì sử dụng cái lỗ các bạn nhé, bắt vào trục giữa qua cái dạng lỗ, lỗ vuông, chứ không phải là dùng ca vét hoặc là dùng cá hoặc là cái gì cả. Đây là dùng lỗ vuông nhé. Còn đây là cái nguyên lý hoạt động của nó này. Thì bình thường các bạn ấy gắn động cơ lên cái bộ khung xe ấy, thì các bạn sẽ mắc một cái động cơ của bạn là vào một cái nhông sần này. Còn cái nhông ngoài này các bạn lắp vào với lại cái bánh sau nhé. Tới khi cái động cơ nó quay ấy, thì cái này nó quay này, cái giò đạp của mình nó sẽ không quay theo. Đấy. Thì bình thường các bạn chế là nếu như không có cái líp này ấy, thì khi các bạn quay động cơ ấy, thì cái giò này nó sẽ quay theo, nó rất là nguy hiểm. Thì cái bộ này nó sẽ là bộ chuyển đổi đây. Nó sử dụng cái líp các bạn nhé. Đấy. Cái này thì các bạn lắp lên xe nó không ảnh hưởng gì đến quá trình lắp đặt cả. Vẫn bình thường. Đây nó vẫn có giò 4 lỗ đây này. Đấy. Các bạn lắp lên. Đấy thì một trong hai cái nhông này, nếu mà cái nhông ngoài này mà nó bị đẩy ra thì nó hay bị tuột xích, thì mình lắp cái nhông trong này là sẽ bằng với lại cái nhông lắp về phía đằng sau. Còn cái nhông ngoài này các bạn lắp vào động cơ. Ở trên này nó có những cái lỗ ren để cho các bạn lắp cái chắn bùn vào đây. Lên lắp cái chắn xích vào đây nhá. Lắp cái nhựa chắn xích vào đây. Đấy. Thì bên em có cả động cơ nữa các bạn nhé. Đây là cái động cơ này. Cái này do mình để ở ngoài, nó là hàng mới tinh đấy. Do mình để ở ngoài cho nên là nó bị hơi bị xỉn một chút, nhưng nó là hàng mới nhé. Động cơ này nó có cá này. Lúc nào mà các bạn đạp ấy là nó rất là bon nhá, nó không bị lặn tải đâu. Động cơ không chổi than. Điện áp là 48V và công suất là 250W. 250W là dư rồi. Cái này các bạn sẽ bắt vào cái phần trục giữa nhá. Đấy. Còn cái này nó ép vào cái phần gióng đôi ở ra đằng sau ấy. Đấy, động cơ này là động cơ gì nhỉ? Động cơ Mtech này. Đấy. Nó có hộp số giảm tốc các bạn. Động cơ thì có cái hộp số giảm tốc. Cho nên là rất là bền. À quên, rất là khỏe các bạn nhé. Động cơ có hộp số giảm tốc cũng khỏe. Thì mai mình sẽ lên chọn bộ của nó, gồm ga là điều khiển các thứ nữa. Thì các bạn đón xem video sau nhé.